Báo cáo kết quả 45 năm xây dựng và phát triển trường từ năm 1977 đến năm 2022. Một, quá trình hình thành. Được thành lập năm 1977, lúc đầu trường là phân hiệu cấp 3 Bình Đại. Từ năm 1979 đổi thành trường cấp 3 Bình Yên, đến năm 1981 đổi thành trường phổ thông trung học Bình Đại B, rồi trường trung học phổ thông Bình Đại B. Ngày 20 tháng 8 năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre có quyết định số 1353/QĐ-UBND đổi tên thành trường trung học phổ thông Quỳnh Tấn Phát. Từ đó đến nay, ngôi trường được vinh dự mang tên vị kiến trúc sư, một nhà trí thức lớn Quỳnh Tấn Phát, vị chủ tịch chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, phó chủ tịch hội đồng nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai, quá trình phát triển. Số lượng cán bộ giáo viên công tác giảng dạy ban đầu năm 1977 của trường là 19 giáo viên. Đến năm học 2022-2023, nhà trường có 52 cán bộ giáo viên công nhân viên. Về lãnh đạo đảng, chi bộ nhà trường được chính thức thành lập theo quyết định số 1177/QĐ-HU ngày 27 tháng 3 năm 2000 của huyện ủy Bình Đại, tách ra từ chi bộ xã Châu Hưng. Lúc bấy giờ có 9 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn được chỉ định làm bí thư chi bộ. Đến ngày 25 tháng 9 năm 2000, theo quyết định số 1386/QĐ-HU ngày 25 tháng 9 năm 2000 của huyện ủy Bình Đại chuẩn y chi ủy sau đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn giữ chức vụ bí thư chi bộ đến năm 2003. Từ năm 2003 đến năm 2009, đồng chí Lê Quang Vu giữ chức vụ bí thư chi bộ. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2009, đồng chí Lê Quang Vu chuyển công tác sang đơn vị mới. Thường vụ huyện ủy Bình Đại ra quyết định số 3452/QĐ-HU ngày 14 tháng 10 năm 2009 chỉ định đồng chí Phạm Hữu Toại, bí thư chi bộ nhà trường và sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Phạm Hữu Toại tiếp tục giữ chức vụ bí thư chi bộ cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Thường vụ huyện ủy Bình Đại ra quyết định số 1922/QĐ-HU ngày 26 tháng 1 năm 2018, chỉ định đồng chí Nguyễn Quang Vinh tiếp tục giữ chức vụ bí thư chi bộ cho đến nay. Về lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, từ năm 1977 đến năm 1980, thầy Vũ Trung Hòa, hiệu trưởng. Từ năm 1980 đến năm 1981, thầy Hoàng Ngọc Lân, hiệu trưởng. Từ năm 1981 đến năm 1983, thầy Nguyễn Kim Chữ, hiệu trưởng. Thầy Võ Ngọc Phấn, phó hiệu trưởng. Từ năm 1984 đến năm 1989, thầy Nguyễn Văn Kinh, hiệu trưởng. Thầy Võ Ngọc Phấn, phó hiệu trưởng. Thầy Lê Quang Vu, phó hiệu trưởng, thầy Phạm Xuân Bình, phó hiệu trưởng. Từ năm 1989 đến năm 2009, thầy Lê Quang Vu, hiệu trưởng, thầy Nguyễn Hoàng Nhã, phó hiệu trưởng, thầy Phạm Xuân Bình, phó hiệu trưởng, cô Võ Thị Ánh Tuyết, phó hiệu trưởng, thầy Nguyễn Xuân Sơn, phó hiệu trưởng, thầy Đỗ Thanh Tân, phó hiệu trưởng cấp 2, cô Nguyễn Thị Kim Oanh, cấp 2. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2009 đến ngày 31 tháng 8 năm 2010, thầy Phạm Hữu Toại, hiệu trưởng, thầy Nguyễn Hoàng Nhã, phó hiệu trưởng, thầy Nguyễn Xuân Sơn, phó hiệu trưởng.
Từ ngày 1 tháng 9 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, thầy Phạm Hữu Toại, hiệu trưởng, thầy Nguyễn Xuân Sơn, phó hiệu trưởng, thầy Nguyễn Hữu Trung, phó hiệu trưởng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, thầy Nguyễn Quang Vinh, hiệu trưởng, thầy Nguyễn Xuân Sơn, phó hiệu trưởng, thầy Nguyễn Hữu Trung, phó hiệu trưởng. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến nay, thầy Nguyễn Quang Vinh, hiệu trưởng, cô Hà Thị Kim Thoa, phó hiệu trưởng, thầy Nguyễn Hữu Trung, phó hiệu trưởng. Về tổ chức công đoàn, chủ tịch công đoàn lần lượt qua các thời kỳ, thầy Võ Ngọc Phấn từ năm 1977 đến năm 1980, thầy Nguyễn Hoàng Nhã từ năm 1980 đến năm 1985, thầy Trần Minh Huệ từ năm 1985 đến năm 1989, thầy Đoàn Hữu Hạnh từ năm 1989 đến năm 1990, thầy Phạm Xuân Bình từ năm 1990 đến năm 1992, thầy Phạm Bá Phong từ năm 1992 đến năm 2005, thầy Trần Văn Nguyên từ năm 2005 đến năm 2010, cô Trần Thị Mương từ năm 2010 đến nay. Ban đại diện cha mẹ học sinh lần lượt qua các thời kỳ, từ năm 1977, ông Nguyễn Văn Trứ, ông Bùi Văn Sĩ, ông Dương Hoàng Minh, ông Phạm Văn Thuyết, hiện tại ban đại diện cha mẹ học sinh trường là ông Phan Thanh Tùng. Về tổ chức đoàn thanh niên, bí thư đoàn qua các thời kỳ, từ năm 1977 đến năm 1983, thầy Hoàng Ngọc Lân. Từ năm 1983 đến năm 1993, thầy Nguyễn Xuân Sơn. Từ năm 1993 đến năm 2008, thầy Lê Ngọc Nhân. Từ năm 2008 đến năm 2013, lần lượt là thầy Lê Thái Hòa, thầy Nguyễn Hồ Thư, thầy Mai Hữu Thuần, thầy Trần Ngọc Lợi. Từ năm 2013 đến năm 2022, trường áp dụng mô hình bí thư đoàn trường là học sinh.
đôi nét về vị kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 1, 2, 3, 6, 7, 8. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát, bí danh là Sáu Phát, Tám Chí, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1913 tại làng Tân Hưng, quận An Hóa, tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Tấn Phát đã có ý thức yêu nước và tham gia nhiều phong trào đấu tranh chống áp bức, bất công. Ngày 5 tháng 3 năm 1945, Huỳnh Tấn Phát đã được đồng chí Trần Văn Dầu bí mật kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ đó, đồng chí gắn bó trọn đời với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tích cực phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và đã có những đóng góp to lớn đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.